Mình xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu lý Thâm tình, được phát sóng mỗi ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Thưa quý vị, thấu lý thấm tình là một trong những chương trình mà tất cả quý vị khán giả vô cùng quan tâm. Vì ở đây thì chúng tôi sẽ luôn chia sẻ rộng rãi những vấn đề về luật để tất cả quý vị có những mâu thuẫn, những thắc mắc nào về vấn đề pháp lý hoặc là những tranh chấp dân sự thì sẽ được tất cả quý chuyên gia và quý luật sư chúng tôi giải đáp ngọn ngành quý vị nha. Và với chủ đề quên gia hạn đất có bị thu hồi hay không, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón về trường quay luật sư Nguyễn Trung Tính đến từ đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Thu Huyền xin được chào luật sư ạ. Mời xin chào Thu Huyền và xin chào quý vị. Dạ, thưa luật sư và thưa tất cả quý vị khán giả, ngày 18 tháng 1 năm 2024, Quốc hội đã thông qua luật đất đai mới, chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Luật này có nhiều điểm mới, đặc biệt là về thời hạn sử dụng đất, một trong những nội dung được người dân quan tâm là quy định pháp luật về thời gian sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 là như thế nào? Trường hợp nào phải đi gia hạn thời hạn sử dụng đất? Có phải mọi trường hợp đất nông nghiệp hết hạn sử dụng đất sẽ bị nhà nước thu hồi hay không? Dạ thưa luật sư luật sư hãy cho biết quy định cụ thể về thời hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2024 ạ. À, rõ ràng thì chúng ta thấy rằng khi mà sử dụng đất thì các cá nhân tổ chức chúng ta sử dụng đất thì sẽ có những cái mục đích sử dụng đất khác nhau. Đất đây có thể là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, có thể là đất kinh doanh thương mại, có thể để đất rừng, chẳng hạn như vậy. Thì tùy theo mỗi mục đích đất sử dụng khác nhau mà chúng ta sẽ sử dụng các thử đất đó à, theo từng cái hạng mục khác nhau. Ví dụ chúng ta thấy rằng mục đích đất là đất ở thì chúng ta chỉ được dùng đất đó để cho mục đích xây dựng nhà sinh hoạt trong nhà. À, chứ chúng ta không sử dụng đất đất ở để chúng ta trồng lúa được. Hoặc thứ hai trường hợp thứ hai chúng ta đất là sản xuất kinh doanh. Thì chúng ta chỉ sử dụng đúng mục đích đất đó là chúng ta để dùng cho một đích kinh doanh mà chúng ta không thể dùng mục đích đất đó cho mục đích khác được vì vậy khi mà sử dụng đất thì người dân chúng ta cần lưu ý là đất là có thời hạn sử dụng ví dụ như có nhiều trường hợp là đất được nhà nước quản lý và nhà nước giao cho người dân chúng ta sử dụng không có thời hạn ví dụ như đất ở thì chúng ta thấy rằng đất ở chúng ta không có thời hạn thì chúng ta sẽ được sử dụng các thửa đất này xuyên suốt nhưng trường hợp thứ hai đó là các loại đất có thời hạn ví dụ như đất là đất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất sản xuất kinh doanh thì chỉ được được nhà nước giao đất là 50 năm đối với đất này. Hoặc trường hợp thứ hai đó là đất được nhà nước cho thuê, cho mướn thì có thể là 50 năm theo quy định của luật. Còn trường hợp thứ ba nữa là các loại đất mà của các cơ quan ngoại giao à, thuê mướn ở Việt Nam thì có thời hạn sử dụng là 99 năm. Thì tùy theo từng loại đất khác nhau mà chúng ta thấy rằng nó sẽ có cái thời gian sử dụng khác nhau và vì vậy, vậy chúng ta lưu ý rằng khi mà đến cái thời hạn hết thời hạn sử dụng này thì chúng ta cần lưu ý các thủ tục pháp lý để mà tránh trường hợp đất bị hết thời hạn hoặc chúng ta không thể nào mà gia hạn được dạ vâng ạ vậy đối với các loại đất mà có thời hạn sử dụng đất người dân quên gia hạn thì có bị thu hồi hay không ạ à, rõ ràng thì lúc này chúng ta phải xét đến các loại đất ở đây chúng ta sử dụng là gì ví dụ người dân chúng ta sử dụng đất đây là đất nông nghiệp đất sản xuất kinh doanh hoặc là đất nuôi trồng. Giới hạn như vậy thì các thời hạn là có thời hạn như chúng ta mới vừa nói là 50 năm. Giả sử như hết thời hạn 50 năm này người dân quên đi gia hạn thì theo quy định của luật đất đai người ta nói rằng nếu như hộ cá nhân, hộ gia đình có sử dụng các loại đất này thì đến hết thời hạn 50 năm thì sẽ được tiếp tục tái tục gia hạn lại mà người dân chúng ta không cần phải đi làm thủ tục. Đó là các loại đất về sản xuất kinh doanh, đất nông nghiệp, đất canh tác nuôi trồng. Nhưng mà giả sử loại đất thứ hai, chúng ta nói giả sử như là đất trồng cây hàng năm, đất kinh doanh, thương mại dịch vụ có thời hạn là 50 năm. Nhưng mà người dân chúng ta hết thời gian 50 năm đó chúng ta không đi gia hạn thì lúc này chúng ta bị mất đi cái thời hạn sử dụng đất và có thể chúng ta đối diện với câu chuyện đất bị thu hồi. Do đó chúng ta thấy rằng nó sẽ có những cái trường hợp khác nhau và từ những trường hợp khác nhau như vậy thì nó mới dẫn đến câu chuyện là người dân chúng ta cần xem xét kỹ theo quy định pháp luật để tránh trường hợp là chúng ta bị mất đất hoặc tránh trường hợp chúng ta bị thu hồi đất theo quy định pháp luật. Dạ vâng vậy theo luật sư thì mọi trường hợp đất nông nghiệp hết hạn sử dụng đều sẽ bị nhà nước thu hồi có phải như vậy không ạ? Không thì rõ ràng thì đất nông nghiệp sẽ có phân chia ra nhiều loại đất khác nhau. Ví dụ đất sản xuất kinh doanh có thể là đất trồng cây hàng năm lâu năm có thể là đất trồng lúa chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta thấy rằng tùy theo loại khác nhau. Ví dụ ta phân tích là đất trồng lúa hoặc đó là canh tác nông nghiệp thì rõ ràng câu chuyện hết 50 năm thì sẽ được tiếp tục gọi là tái gia hạn chứ người dân chúng ta không cần phải đi làm thủ tục nhưng mà có nhiều trường hợp là đất hết thời hạn 50 năm ví dụ như chúng ta vừa nói là hết thời hạn 50 năm đó thì người dân chúng ta phải đi làm thủ tục còn nếu giả sử chúng ta không đi làm thủ tục thì lúc này đất sẽ xem bị hết thời hạn và cơ quan quản lý nhà nước có quyền thu hồi các từ đất này như dạ vậy thì thủ tục thực hiện việc gia hạn đất sẽ như thế nào thưa luật sư hiện nay chúng ta thấy rằng là mỗi cơ quan hành chính địa phương đều đều có một cái bộ phận gọi là bộ phận một cửa về quản lý về, về tất cả các thủ tục thì chúng ta sẽ có thể một là chúng ta liên hệ ủy ban cấp xã phường thị Trắng quản lý về địa chính địa phương để chúng ta xin cái bộ hồ sơ làm thủ tục gia hạn đất và khi mà chúng ta xin bộ hồ sơ về xong thì chúng ta sẽ điền tất cả những thông tin có liên quan tới cái thừa đất của chúng ta và chúng ta cung cấp kèm theo cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đây là cái số đỏ hoặc số hồng để chúng ta chứng minh được chúng ta là cái người đang quản lý sử dụng đất đó và kèm theo uh, giấy tờ nhân thân của chúng ta ví dụ cá nhân là căn cứ công dân hộ gia đình là có sổ hộ khẩu hoặc là các thông tin về gia đình uh, doanh nghiệp thì có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp để chúng ta thể hiện rằng chúng ta có cái quyền quản lý sử dụng đất này đồng thời thì khi chúng ta liên hệ với bộ phận một cửa như vậy thì chúng ta phải uh, nộp xong rồi chúng ta sẽ có những cái biên nhận hồ sơ À, thì trên cái biên nhận hồ sơ đó sẽ thể hiện là bao lâu hồ sơ chúng ta sẽ được cấp và chúng ta cần phải nộp cái nghĩa vụ tài chính gì à, chúng ta sẽ bám sát dựa theo những cái biên nhận hồ sơ đó để chúng ta làm cái thủ tục hành chính khi chúng ta gia hạn đất vâng ạ luật sư vừa có nhắc đến các khoản tài chính mà chúng ta có thể phải đóng trong quá trình mà tiếp tục gia hạn đất thì hiện tại những người mà gia hạn đất sẽ có trách nhiệm phải đóng những khoản phí cụ thể như thế nào À, rõ ràng thì chúng ta thấy rằng khi mà nhắc đến vấn đề thuế phí thì đây là một trong những vấn đề người dân chúng ta cần quan tâm để chúng ta biết liệu rằng là khi chúng ta gia hạn đất đó thì chúng ta có phải đóng cái tiền thuế nó nhiều quá không? Nó có nằm trong cái khả năng của chúng ta hay không? Thì chúng ta hết sức lưu ý. Thì đa số những trường hợp mà chúng ta gia hạn đất à, để tiếp tục thì chúng ta sẽ đóng thứ nhất đó là cái phí lệ phí trước bạ và thứ hai nữa là chúng ta phải đóng những cái phí về thủ tục hành chính. Và thứ ba nữa là chúng ta xem thử là trong trường hợp này nó sẽ không giống mọi trường hợp như nhau mà mỗi trường hợp loại đất, mỗi trường hợp khác nhau à, thì sẽ có những loại thuế khác nhau. Ví dụ chúng ta chuyển nhượng hoặc chúng ta chuyển một đất sương đất và chúng ta tiếp tục để gia hạn thì cho lúc này chúng ta phải đóng cái tiền chuyển nhượng một một đất sương đất. Hoặc từ thứ hai đó là chúng ta trong quá trình sương đất chúng ta quá hạn chúng ta mới tiến hành đi gia hạn thì có thể là chúng ta đóng cái tiền mà quá hạn đó hoặc cái tiền xử phạt vi phạm hành chính đó nếu như chúng ta làm cái thủ tục gia hạn do vậy khi mà chúng ta nộp hồ sơ vào làm thủ tục gia hạn thì chúng ta nên hỏi rõ cơ quan thuế địa phương hoặc hỏi rõ cái cơ quan mà họ thực hiện cái thủ tục để cấp đổi hoặc cấp gia hạn đó chúng ta cần phải đóng những thủ tục hành chính nào và dự trù cái khoản tiền chúng ta đóng như thế nào để chúng ta có một cái sự chuẩn bị tốt hơn tránh trường hợp là chúng ta bị động hoặc tránh trường hợp là chúng ta không có khoản tiền để chúng ta đóng à, do vậy trong trường hợp này thì quyền lợi của mỗi người dân thì mỗi người dân cần thiết phải bảo vệ Dạ. Yeah. À, theo Thu Huyền được biết thì cứ mỗi lần mà chúng ta làm một thủ tục pháp lý gì đó cũng sẽ hơi mất thời gian một chút để có thể đảm bảo an toàn cho người dân đúng không ạ? Vậy thì luật sư có lời khuyên gì dành cho tất cả quý vị khán giả khi mà đi gia hạn đất ạ? Rõ ràng thì chúng ta thấy rằng khi mà gia hạn đất thì bản thân người dân chúng ta cần phải là cái người chủ động nắm bắt được những thông tin. À, rõ ràng thì thông tin gia hạn đất ở đâu, gia hạn như thế nào thì mỗi cơ quan quản lý về hành chính địa phương đó là ủy ban cấp xã, ủy ban cấp quận huyện thì đều có những cái bộ phận một cửa. Người dân chúng ta nên chủ động ra đó chúng ta hỏi hoặc là có những đường dây gọi là đường dây hotline, đường dây nóng thì người dân chúng ta có quyền chúng ta hỏi. Thậm chí là có quyền đó là tham vấn ý kiến của những người chuyên gia, những người có kiến thức về pháp luật đất đai, ví dụ luật sư chẳng hạn, để họ có một cái sự giải đáp chính xác cụ thể chúng ta, chúng ta cần làm cái gì, chúng ta cần làm như thế nào từ đó chúng ta thực hiện cho nó đúng còn trường hợp thứ hai nữa là khi mà chúng ta tiến hành các thủ tục á, thì tốt nhất là chúng ta nên đến trực tiếp cái cơ quan mà họ làm thủ tục đó ví dụ như ủy ban cấp xã phường thị Trắng chúng ta xin những cái biểu mẫu những hồ sơ tại cơ quan đó à, thì chúng ta nhờ họ hướng dẫn chúng ta cần kê khai cái gì cần điền cái gì cần nộp đứng kèm theo tài liệu nào thì lúc này chúng ta đỡ mất cái thời gian để chúng ta chạy lên chạy xuống trả hồ sơ nhiều lần khỏi mất thời gian chúng ta hoặc thậm chí có nhiều trường hợp không có thời gian hoặc thậm chí có nhiều trường hợp là có điều kiện thì chúng ta có thể ủy quyền cho một người thứ ba à, có thể là những chuyên gia có thể là những người họ am hiểu thủ tục về đất đai để họ thay mặt cho chúng ta họ ủy quyền họ đi làm các thủ tục về đăng ký đất đai thì lúc này thì họ có thủy biết hơn à, họ có rành về thủ tục hơn thì có thể họ giúp cho chúng ta để chúng ta thực hiện thì dù cách nào đi chăng nữa thì tôi cho rằng à, cái việc chủ động nắm bắt thông tin việc chủ động xử lý tình huống thì nó sẽ tốt hơn trong trường hợp người dân chúng ta bị động. Dạ vâng xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ phía luật sư ạ và thưa tất cả quý vị, thu Hiền hy vọng rằng với những chia sẻ đến từ luật sư khách mời ngày hôm nay, luật sư Nguyễn Trung Tính thì tất cả quý vị chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về việc gia hạn đất của mình. Để làm sao nếu đất của mình hết hạn, chúng ta sẽ có những cách hành xử, những cách xử lý đúng hơn để không bị thiệt thòi quý vị nha xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị dành cho chương trình thấu lý thấm tình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số phát sóng tiếp theo